hello xin chào các đồng chí anh chị các bạn thân mến của lời minh hôm nay là mình sẽ live tiếp uh, về vấn đề mà covid để anh chị các bạn thấy tình trạng uh, covid diễn ra hiện nay uh, trên thế giới nó còn rất là nhiều cái sự gọi là nguy hiểm chứ không phải là không ở bên nước mỹ thì hiện nay thì cái số người chết nó vẫn tăng nhanh chị các bạn số người di chuyển di chuyển uh, số người bị nhiễm nó nó vẫn tăng nhưng mà nó tăng ở mức độ chậm thôi nó không có làm cho 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 xảy ra một cách dồn dập thôi <laughs> mặc dù Mỹ nó đã tiêm vaccine hơn 200 triệu dân Mỹ các anh chị các bạn nên nhớ đấy thì Lợi Minh cũng theo dõi trên tình hình vấn đề tin tức thì thấy ở những cái diễn đàn mà đấu trường của những cái tuổi mà chống cộng nó nó lên mạng nó ca người nó nói là nó ở bên Mỹ thì nó được uh, chào uh, phúc hữu thì nó được uh, cái chính quyền đó uh, chích thuốc rồi cho tiền miễn phí cái này là nó hoàn toàn không có đúng như vậy. Các bạn nên nhớ ở cái xứ Mỹ thì nó không có cái gì mà nó nó cho người ta không đâu. Tại vì những cái thành phần mà nó cuồng Mỹ thì nó nghĩ là nó 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 nghĩ là nó đang ăn những cái thứ mà 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 nó không phải trả tiền nhưng mà các bạn biết ở đất mỹ này nó hoàn toàn khác luôn như vậy bởi vì để để mình chứng minh cho anh chị các bạn thấy đây là một các bạn thấy một cái liều thuốc mà của hàng Moderna chích mỗi một chích như vậy từ 32 đồng cho đến 37 đồng cái tiền này về cái mặt tâm lý ở bên ngoài mà các bạn nghe những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước đó nói là nó không có trả nhưng thật chất nó đánh vào túi tiền của những người dân Mỹ. Tại vì cái chính quyền Mỹ, nó cái cách của nó trị dân, nó nó rất là mỹ dân. Nó dùng những cái cái sự ảo tưởng làm cho những cái người ta nó nó nó, cuồng và nó xây vào trong cái cuộc sống ảo tưởng. Cho nên họ nghĩ rằng khi mà những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước đó, nó lấy những cái hình ảnh như vậy, nó sẽ mỹ dân. Nó nói là nó ở Mỹ nó được lo thế này nọ các bạn biết chính phủ Mỹ nó bỏ ra rất là nhiều tiền nha nó bỏ ra hơn 11 tỷ là để gọi là bảo kê thôi đó, sức xe đai chưa nói là những cái tiền mà nó còn phải bỏ ra theo cái 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 tôi tìm hiểu đó các bạn biết cái tiền mà mỗi một mũi thuốc chích đó là cái thằng mà bên bảo hiểm bên Medicare đó nó sẽ charge vô cái thằng chính phủ tới tới 100 tới 140 mấy đồng một 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 lùi một liều thuốc làm chứ không phải là giận đâu. Cho nên nó cực kỳ tốn kém. Ở trên này sao tôi không thấy, ở bên cái iPhone của tôi thì nó có hiện lên. Thì các bạn thấy đó, vấn đề mà vaccine ở Mỹ nó cực kỳ tốn kém. Đấy, còn những những người mà những thành phần mà ở bên Mỹ nó lên mạng, nó lên trên những cái diễn đàn chống cộng của tụi nó nó nói rằng nó 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 không có phải trả tiền nhưng luật sự nó không phải như vậy đâu Mỹ nó lấy được cái đồng tiền thuế của người dân rất là lớn cho nên nó nó chi phí vào trong đó và nếu mà chi phí vào trong đó các bạn biết nó làm cho người dân Mỹ họ không thấy họ tưởng đâu là họ nhận cái tiền đó là không tốn và nó cộng vào và nó đánh thế cao lên đó, các bạn thấy đánh thế cao lên khiến cho những đời sống những người dân cũng vất vả chăm bề lắm những người mà trước mắt thì nó ăn thì nó thấy được cái lợi đó nhưng mà nhưng mà sau này thì phải gánh vác phải trả chứ không phải như Việt Nam các bạn thấy chính phủ Việt Nam người ta tìm đủ mọi cách làm sao cho nó hài hòa với cuộc sống thì các bạn thấy mặc dù Mỹ đó nó, nó chích Covid nhé nhưng mà cái số lượng người nó hôm qua tôi chia sẻ thì có 611.000 người đó gì bây giờ này đã tăng lên 612.000 người và cái số người bị nhiễm nó cũng tăng các bạn thấy cho nên chích vaccine không có nghĩa là là dân Mỹ nó nó không chết các bạn thấy nó làm cho người ta ảo đấy rồi nó mở cửa thị trường nó những người dân họ ùng 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 họ đi ra đó họ mưu sinh Mỹ nó đặt nặng vấn đề kinh tế nhiều hơn nó không có nó coi mạng sống của người dân rất là rẻ tiền tại vì nó là một cái quốc gia nhập cư mà anh chưa các bạn À, hàng thằng nào mà chết thì nó nhập cư người khác vô nhập cư người khác vô để đặng mà làm mà sản xuất làm những công việc cho nó cho nên nó coi cái mạng sống của người ta rẻ tiền lắm tôi nói anh chị các bạn cái tuổi chính phủ mỹ nó cái cái bọn tư bản nó tài phiệt nó nó lấp liếm ghê hồn lắm trong tiếng anh nó gọi là nó mình nếp lấy người ta đó các bạn biết đó mình lấy người ta mình lấy người ta là có nghĩa là nó nó làm cho người ta sống trong một sự ảo tưởng và họ cứ tin tưởng vào cái hệ thống chính quyền là lo cho dân thế này thế nọ nhưng mà thật chất thì đời sống của người dân Mỹ rất là khổ còn cái vấn đề mà Covid Mỹ thì nó vẫn còn nó vẫn còn phải nói là ảm đạm nó chứ không phải là như các bạn nghĩ đâu Việt Nam hiện nay bùng phát thì tôi cũng theo dõi tin tức thấy rằng những cái cơ quan nhà nước người ta làm việc rất là tốt nó đang có những cái chiều hướng khống chế được dịch chứ không phải là nó tồi tệ hơn khi mà ở bên Việt Nam người ta tìm được cái nguồn gốc mà nó lây nhiễm đó các bạn thấy còn ở bên Mỹ này vấn đề Covid nó, nó nó vẫn xảy ra hàng ngày hàng giờ hàng phút và hàng giây ở bên ở bên ngoài thì khi báo chí truyền thông Mỹ tụi nó cũng đồng lòng với nhau lắm các bạn biết nó đồng lòng với nhau không phải như bên Việt Nam truyền thông báo chí nó đánh loạn xạ xà ngầu khi mà những cái mà lợi ích của các nhóm tài phiệt của nó đó thì nó nó thấy bị ảnh hưởng là nó không bao giờ nó đem cái đó ra nó xào xáo hay là nó nó làm sôi động cái xã hội đó. nó không muốn bị ảnh hưởng tới vấn đề các nhóm lợi ích của nó truyền thông đó mỹ nó, nó 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 chi phối bởi những cái tụ tài phiệt rất là lớn mặc dù nó có những cái luật lệ rất là khắc khe nhé nhưng mà cái luật lệ đó nó chỉ áp dụng cho những cái người dân mà mà những cái người mà gọi là thường dân thôi khi mà các bạn mà đụng vào pháp luật truyền thông của nó thì nó 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 sẽ hành xử còn mà những cái tài tài phiệt nó nó bỏ tiền ra là xong tụi nó là như vậy thôi cái xã hội mỹ mà <laughs> cho nên hiện nay tôi thấy ở trên rất nhiều những cái diễn đàn mà xuyên tạc chống phá đất nước tụi nó ca ngợi nước mỹ nó dùng những cái đó để đặng mà nó đánh tâm lý về cái quê hương về những người ở trong nước người ta sẽ cảm thấy tại sao mà người dân việt nam không được lo thuốc vaccine thế này thế nọ thuốc vaccine như lợi minh đã chia sẻ hôm qua nó không phải là đơn giản đâu để các bạn biết Cho nên mình phải kiên nhẫn Phải chờ đợi Khi cái cơ hội tới Khi cái điều kiện của đất nước đủ Thì những cái liều vaccine đó Nó nó, nó sẽ được chích Ngừa Cho cả nước Hiện nay cơ quan nhà nước Người ta cũng tìm đủ mọi Cái phương tiện Để làm sao mà Giảm bớt đi những cái tốn kém Và những cái chi phí mình phải vận chuyển thuốc vaccine các bạn thấy cái vấn đề ở bên Mỹ này cái cái, cái đám chống cộng tụi nó tụi nó xảo trá nó dữ lắm nó bịp bợm vô cùng mỗi ngày mỗi khi mà tôi mở mạng ra tôi thấy là bên những cái đấu trường những cái nơi mà nó xuyên tạc chống phá nó lúc nào cũng ra rã ra rã nó đội thằng Mỹ múc trời ở trên đầu tại vì nó làm như vậy để đặng mà nó đánh tâm lý vào những người dân ở trong nước mà khi người ta không có cập nhật được những cái những cái mặt trái của xã hội Mỹ anh chị em các bạn thấy nước Mỹ ở bên ngoài thì mình nhìn thì nó hào nhoáng nhưng mà phía sau đó nó là cả một cái chiến trường chứ không phải giỡn đâu cho nên lại mình chỉ mong làm sao đất nước mình luôn yên bình và tình hình cô covid covid sẽ được khống chế trong cái thời gian sớm nhất nó nó sẽ không tồi tệ hơn đâu tôi thấy có nhiều người quá hoang mang và nhiều khi họ họ lo sợ đến vấn đề mà thuốc men vaccine chích ngừa rồi nó 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 không có đến tay người dân kịp thời cái đó là mình phải mình phải từ từ phải nghiên cứu các người bạn nghĩ đi thằng mỹ nó đã nghiên cứu rất là cấp tốc cho dân nó trong suốt cái thời gian vừa qua các bạn thấy Chào anh chị các bạn trong diễn đàn Trong thời gian qua nó bỏ Các bạn biết nó bỏ mười mấy tỷ đô la Cái đó là nó chỉ bỏ để cho tụi kia nghiên cứu thôi đó Mà khi tụi đứa kia mà nghiên cứu được thuốc rồi Thằng chính phủ nó còn phải trả tiền Như hồi nãy Lợi Minh nói Các bạn thấy tốn Cái đó là cái người mà mà đi chích ngừa đó Là khi chích ngừa các bạn biết nó điền tờ giấy Chứ không phải vô cái Nó lấy cái mũi chích ra nó chích rồi Cái giờ đi đâu các bạn biết nó điền mình phải điền cái từ giấy rồi nó đưa cho mình một cái hóa đơn nhưng mà cái hóa đơn đó đó nó không có tính tiền trong đó nó lấy cái hóa đơn đó đó nó sẽ đòi thằng chính phủ và thằng chính các bạn biết nó nó gọi là nó nó sẽ cho nó sẽ lấy tiền từ có thằng chính phủ lên tới cả trên 100 đô một liều cho phải giỡn đâu. thành ra phía sau nó thằng chính phủ Mỹ nó bảo kê cho nên những cái liều thuốc mà chích ở bên Mỹ này là phải trả tiền chứ không phải là không. Nhiều người họ không bỏ tiền túi ra trước mặt. Nhưng mà trong tương lai nó sẽ áp đặt vào trong cái thuế Mỹ nó vậy thôi. Kỳ tội bởi vì cái số đó nó cộng vào trong cái nợ nần ngân sách của quốc gia thì thì ai sẽ trả? Là thì cũng lại là dân Mỹ trả. Nhưng mà có thể những cái dân hiện thời nay nó đang ăn thì nó không trả nhưng mà những cái thế hệ tới nó sẽ trả mỹ nó vậy đó cho nên nó nó nó, nó ngụy nó nó mỹ dân dữ lắm những cái thế hệ ngày hôm nay giống như những thành phần mà cuồng mỹ những cái người việt của mình những cái đám chống cộng luôn thì nó lên nó ca người nó ở mỹ rồi nó nói nó được chính phủ uh, cho chích ngừa không lấy tiền rồi còn cho tiền uh, để, để 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 sống hàng ngày nữa các bạn biết một đất nước mà phát một đất nước mà có nền kinh tế như mỹ mà khi tình trạng mà cuộc sống khó khăn chăm bề người dân ngồi đó lãnh tiền mà để đặng mà sống cầm hơi đó là nó rất là nguy hiểm nó sẽ gây ra những tình trạng lạm phát kinh tế khó khăn bởi vì những cái đồng tiền đó nó nó xe đè nặng trên vai những cái thế hệ sau của những cái thế hệ sau nó phải trả bởi vậy các bạn thấy nợ công của mỹ nó cứ tăng nó cứ tăng tại vì hiện nay nó ngân sách quốc gia nó đâu có đâu anh chị các bạn nó phải đi vay đi hỏi in trái phiếu nó bán nó bán thì các bạn thấy càng in tiền ra bao nhiêu thì sự lạm phát càng tăng đời sống càng khó khăn và những cái thành phần mà nó cuồng mỹ nó chống cộng ở bên mỹ thì nó chỉ, nó lấy những cái mô hình mà nó được thừa hưởng trước mặt đó rồi nó lên mạng rồi nó phê À, nó, nó 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 kiếm cách nó kích động những cái người dân ở trong nước là nó ở Mỹ nó được chính phủ lo như thế này nhưng mà thực sự đó phía sau đó là là nó không có phải là như vậy đồng tiền thế không á khó khăn trăm bề phải mà nước Mỹ mà nó có tiền dư thừa đó, thì lại khác đằng này nó thiếu hụt khắp mọi nơi đó. các bạn biết nó thâm thủng mậu dịch kinh tế thì nó cứ ạch đuối ạch đuối tất cả đều là ảo ảo không hiện nay cái nền kinh tế mỹ cũng vậy công ăn việc làm nó cũng còn bấp bên đời sống còn chăm bề khó khăn các bạn thấy cái số người chết nó cứ tăng lên chứ nó đâu có giảm đâu mà nó tăng từ 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 đó là theo cái thống kê của mỹ nha rồi nó dự định theo cái nó sự tính toán là nó estimate đó, là nó phỏng đoán cho tới tháng 9 thì mỹ có gần một triệu người chết đó các bạn thấy không? mặc dù nó có vaccine cho nên cái vấn đề vaccine uh, một số những người trong nước cần phải hết sức bình tĩnh mình từ từ rồi mình cũng có thôi <laughs> chứ không phải là mình chưa có rồi nghe mấy thằng chống cộng ở hải ngoại nó 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 kích động rồi bắt đầu khi lên mạng rồi bức xúc cái đó không nên <laughs> thuốc ngừa thuốc ngừa mà chứ đâu phải là 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 thuốc trị đâu từ từ thì cơ quan nhà nước người ta cũng tìm ra giải pháp tốt nhất cho người dân cái hiện tại trước mắt là Việt Nam cần phải khống chế được dịch à, mình khống chế được dịch là mình sẽ à, mình sẽ à, Mỹ nó quảng cáo khủng khiếp các bạn thấy không <laughs> click cái là nó quảng cáo nó quảng cáo khủng khiếp lắm các bạn ơi trên mạng mỗi ngày không biết mình nhận bao nhiêu cái email của nó nó cứ quảng cáo nó lừa giá mang các bạn nhiều người nghĩ hàng mỹ cái gì nó cũng trong sạch không có gì đâu chàng ơi nó là vua lừa đảo đấy cái hệ thống mạng nó là số, số một của sự lừa đảo nó lừa đủ kiểu đủ cách cho nên Việt Nam mình nói chung mình mới hội nhập đấy, thì những cái nan đề ngày càng được khắc phục thì thôi là minh hôm nay like để các bạn thấy là minh like ở nhà để lên mạng đưa ra những cái thống kê dữ liệu để các bạn thấy được cái cái những về những gì lại minh nói là nó có trên trên cái thống kê chứ không phải là lại minh tự đặt ra các bạn thấy thuốc thuốc một mũi thuốc bên mỹ covid nó nó tốn kém dữ lắm chứ đâu phải là là phi đâu đâu phải là cho không đâu. <laughs> thôi mình ngừng lái like đây nha xin chào chị các bạn trong diễn đàn bye 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 bye